Xin chào tất cả các bạn. Tuy Singapore chỉ là quốc đảo nhỏ nằm trong khu vực Đông Nam Á, nhưng nền giáo dục đào tạo có thể sánh ngang với các nước phát triển trên thế giới như Mỹ, Úc, Canada. Tại Singapore tập trung rất nhiều trường học nổi tiếng về chất lượng và uy tín trên thế giới. Trong đó, bạn không thể bỏ qua Học viện MDAS là một trong những học viện được yêu thích hiện nay tại Singapore. Vậy, lợi ích khi du học Singapore Học viện MDAS là gì? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu các bạn nhé! Học viện Phát triển Quản lý Singapore MDAS hiện là tổ chức giáo dục uy tín và lâu đời nhất tại Singapore, được thành lập từ năm 1956. MDAS hiện đang thu hút sinh viên đến từ 76 quốc gia đang theo học. Đây cũng là trường có số lượng học sinh Việt Nam theo học đông đảo, với hơn 600 bạn và nhận được sự đánh giá cao của phụ huynh bởi những lý do sau. MDAS là học viện phi lợi nhuận chuyên nghiệp lâu đời nhất tại Singapore. Trường luôn nhận thức được vai trò của mình trong việc chăm sóc sinh viên về giáo dục và cuộc sống cũng như đáp ứng những nhu cầu học tập thiết yếu của sinh viên. Chương trình của MDAS luôn có sự liên kết với tình hình kinh tế toàn cầu. MDAS cung cấp chương trình thuộc nhiều lĩnh vực như kinh doanh và quản lý, kỹ thuật, thiết kế thời trang, công nghệ thông tin, sức khỏe và khoa học đời sống, truyền thông đại chúng, tâm lý học, quản trị du lịch khách sạn, đội ngũ lãnh đạo và giáo viên ưu tú. MDAS có đội ngũ lãnh đạo sáng suốt. Họ là những người đưa ra các chiến lược đào tạo phù hợp với sự phát triển kinh tế của Singapore và khu vực. Đội ngũ giảng viên của MDAS không chỉ có trình độ chuyên môn bậc cao với bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ, mà còn có các kinh nghiệm thực tế. Họ là những người đang làm việc trong lĩnh vực họ giảng dạy ở các vị trí quản lý. Khu học xá tiện nghi. Khu học xá MDAS rộng 3 hectare, được đầu tư với số tiền 35 triệu đô Singapore. Các lớp học, giảng đường với trang thiết bị hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế. Mỗi một khoa đào tạo đều được trang bị các trung tâm thực hành mang tính thực tiễn cao, trang thiết bị hiện đại, hệ thống Wi-Fi toàn diện trong khuôn viên trường, cho phép sinh viên truy cập Internet bất kỳ lúc nào và bất cứ nơi đâu trong trường. Các công cụ trực tuyến, Lexbox và công nghệ video streaming cho phép sinh viên truy cập trực tuyến để xem lại các bài giảng của thầy cô. Cộng đồng sinh viên toàn cầu, với cộng đồng sinh viên đến từ 82 quốc gia trên thế giới, MDAS luôn nỗ lực để tạo nên một môi trường học tập chu đáo và thuận lợi, đảm bảo sinh viên không chỉ được trải nghiệm hành trình du học tuyệt vời của mình, mà còn có được những trải nghiệm toàn diện, mở đường cho một tương lai tươi sáng. Nền giáo dục toàn diện, MDAS nỗ lực cung cấp một môi trường giáo dục toàn diện cho sinh viên của mình. Ngoài kiến thức kỹ thuật, MDAS cũng mong muốn trang bị cho sinh viên những kỹ năng mềm để có thêm lợi thế trong công việc và cuộc sống. The MDAS Experience là series chương trình mục tiêu tự phát triển tài năng của sinh viên trong việc nâng cao trải nghiệm học tập. Trường luôn hy vọng sinh viên của mình tự tin hơn, có động lực học tập, sáng tạo và sẵn sàng tạo nên sự khác biệt. Ký túc xá thân thiện với môi trường. Ký túc xá MDAS Residence trong khuôn viên trường với tổng chi phí 72 triệu đô là ký túc xá đầu tiên tại Singapore nhận giải thưởng xanh với thiết kế thân thiện với môi trường. Trang thiết bị phức hợp tạo nên môi trường sống, học tập, vui chơi, tương tác và tổng hợp. Chương trình học bổng và thực tập hưởng lương. Hàng năm, MDAS luôn có những suất học bổng hấp dẫn dành cho du học sinh thế giới, đặc biệt sinh viên chuyên ngành du lịch khách sạn và xây dựng thương hiệu và marketing trong ngành thời trang được thực tập trong quá trình học với mức lương từ 40 đến 71 triệu đồng. Đặc biệt, nếu bạn muốn du học tại một môi trường tiêu chuẩn quốc tế nhưng với chi phí hợp lý,
thì học viện MDAS Singapore chính là lựa chọn phù hợp nhất. Hãy tham gia ngay tuần tham vấn du học Singapore tại trường MDAS, chi phí tiết kiệm, bằng cấp quốc tế, đa dạng chương trình học. Thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, ngày 18 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9 năm 2017. Thời gian sáng 9 giờ tới 11 giờ và chiều từ 15 giờ tới 17 giờ. Địa điểm văn phòng công ty Tân Đại Dương, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về lợi ích khi du học Singapore, học viện MDAS, các bạn có thể liên hệ với chúng tôi, công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, theo địa chỉ chi nhánh quận Nhất, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, với số điện thoại 028 38 48 4879, hoặc chi nhánh quận 5, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, với số điện thoại 028 38 38 2080. Lưu ý, Tân Đại Dương không có chi nhánh nào ở Hà Nội.